Sau một chap 402 đầy kịch tính, liệu Hawkenberg đã thực sự bị ám sát thành công? Bí mật về mẹ ruột của Hawkenberg sẽ ảnh hưởng thế nào đến cục diện? Và liệu Kurapika đang toan tính gì khi quyết định công khai bức thư bí mật? Hãy cùng tôi đi sâu vào những diễn biến mới nhất, nơi những bí ẩn sẽ được hé lộ và những âm mưu mới sẽ được hình thành. Chương 403 của manga Hunter x Hunter bắt đầu với việc Bao Samuko đang trên đường đến tòa án tư pháp để thực hiện kế hoạch ám sát Hawkenberg. Bao Samuko tin rằng Hawkenberg đang yếu thế vì những người ủng hộ anh ta không ở gần. Anh ta dự định sử dụng virus TSK-17, một loại virus gây chết người mô phỏng bệnh cúm để hạ độc Hawkenberg trong phiên tòa. Tuy nhiên, kế hoạch của Bao Samuko đã bị phá vỡ khi Hawkenberg sử dụng năng lực niệm của mình, Grimmel The Dissonance, để hoán đổi linh hồn và cơ thể với một người ủng hộ từ xa. Năng lực này cho phép Hawkenberg tập hợp lòng trung thành của những người ủng hộ để tạo ra một nguồn năng lượng niệm khổng lồ, thể hiện qua tiếng ầm ầm vang dội khắp con tàu Black Whale. Tiếng ầm ầm này đã được Shikaku, một trong những vệ sĩ của hoàng tử thứ 11, cảm nhận được trước đó và được mô tả như một lực lượng áp đảo. Hawkenberg sử dụng Grimmel The Dissonance, hay còn được gọi là Possession Arrow, để bắn một mũi tên niệm vào Bao Samuko. Mũi tên này không chỉ đánh trúng Bao Samuko mà còn khiến anh ta bị Hawkenberg chiếm hữu. Hawkenberg sau đó giả vờ bị ốm để trì hoãn phiên tòa. Trong khi đó, Benjamin, hoàng tử thứ nhất, nhận được một lá thư từ Kacho, một trong những vệ sĩ đã chết của hoàng tử thứ 14. Lá thư tiết lộ rằng mẹ ruột của Hawkenberg là hoàng hậu Unma, mẹ của Benjamin và hoàng tử thứ tư, The Serenic. Benjamin ban đầu bác bỏ thông tin này như một tin đồn trên Internet. Tuy nhiên, việc Hawkenberg bất ngờ ngã bệnh khiến Benjamin nghi ngờ và cẩn trọng hơn với Bao Samuko. Benjamin lo ngại rằng Bao Samuko có thể đã bị Hawkenberg thao túng và yêu cầu bằng chứng xác nhận việc ám sát thành công trước khi cho phép Bao Samuko trở về. Benjamin cũng nhận được một lá thư từ Fugetsu, em gái của Kacho, tiết lộ những bí mật về các hoàng tử khác. Chương truyện cũng hé lộ kế hoạch của Kurapika, vệ sĩ của hoàng tử thứ 14, nhằm bảo vệ Wabble, hoàng tử nhỏ tuổi nhất. Kurapika muốn tiết lộ nội dung bức thư của Fugetsu trong buổi học niệm tiếp theo để ngăn chặn cuộc chiến tranh giành ngôi báu. Anh hy vọng việc này sẽ khiến các hoàng tử lo lắng và kiềm chế hành động của họ. Trong một diễn biến khác, Giang Lây, hoàng tử thứ 10, đang gặp khó khăn trong việc hiểu năng lực niệm của mình. Năng lực này tạo ra những đồng xu có giá trị ngày càng tăng. Giang Lây quyết định liên lạc với Kurapika để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cuối cùng, Kaiser, một công tố viên đang bí mật hỗ trợ Hawkenberg, đã phát hiện ra rằng Wario, một nhân viên của tòa án tư pháp, đã bị ảnh hưởng bởi năng lực niệm của Hawkenberg. Wario tiết lộ rằng Hawkenberg sắp chết. Chương 403 kết thúc với việc Kurapika đến phòng của Giang Lây, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ đầy kịch tính trong chương tiếp theo. Chúng ta tiếp tục với diễn biến hấp dẫn của câu chuyện với chương 404. Mở đầu chương, Kurapika và Giang tiếp tục phân tích về những đồng xu bí ẩn. Sau khi quan sát đồng xu của hoàng tử, họ xác nhận rằng chúng thay đổi sau mỗi 10 ngày. Giang khẳng định khả năng niệm của anh ta không gây hại cho Benjamin, ngụ ý Kurapika nên giữ bí mật về nó. Điều này cho thấy Giang đang cố gắng kiểm soát Kurapika bằng thông tin và lợi dụng sự hợp tác giữa họ. Dựa vào những manh mối thu thập được, Kurapika suy đoán rằng khả năng của Giang thuộc hệ phóng xạ, có khả năng tích tụ aura trong thời gian dài. Anh ta dự đoán rằng sau khoảng 6 tháng, đồng xu sẽ chứa đủ aura để người giữ tự động thức tỉnh niệm mà không cần trải qua huấn luyện. Tuy nhiên, Kurapika cũng nhận ra khả năng này có thể mang tính thao túng, buộc người giữ đồng xu phải trung thành với Giang. Việc Kenta, người bảo vệ của Wabble, cố tình che giấu đồng xu của mình càng củng cố thêm nghi ngờ của Kurapika. Anh ta tin rằng Kenta đang làm theo lệnh của một hoàng tử khác nhằm ngăn Giang nắm rõ toàn bộ sức mạnh của khả năng niệm. Kurapika nhận thấy cuộc chiến giữa các gia tộc mafia đang ngày càng leo thang và có thể mang lại lợi thế cho Benjamin. Benjamin có thể lợi dụng tình hình hỗn loạn để ban hành thiết quân luật và giành quyền kiểm soát con tàu Black Whale. Đặc biệt, cái chết của một trong ba hoàng tử có liên hệ với mafia, Giang Lây, Sale Sale, Luzurus, có thể là cái cớ hoàn hảo để Benjamin thực hiện kế hoạch của mình. Điều này khiến Giang trở thành mục tiêu tiềm năng, nhất là khi khả năng niệm của anh ta cần thời gian để phát triển đầy đủ. Trong khi đó, Hawkenberg, sau khi hoán đổi linh hồn với Bao Samuko, đang cố gắng thao túng Benjamin. Anh ta tiết lộ kế hoạch của mình sẽ hoàn thành trong vòng 12 giờ, trước khi Bao Samuko tỉnh lại. Khả năng niệm của Hawkenberg cuối cùng cũng được tiết lộ, hoán đổi linh hồn. Khả năng này cho phép anh ta hoán đổi linh hồn với người khác
đồng thời ưu tiên quyền kiểm soát cho bản thân và 12 thuộc hạ. Hawkenberg thừa nhận mình chưa nắm rõ hết các khía cạnh của khả năng này, đặc biệt là điều gì xảy ra với linh hồn của nạn nhân khi cơ thể họ chết đi. Hawkenberg đã sử dụng TSK-17 của Balsamico lên chính cơ thể mình, khiến Benjamin tin rằng Balsamico đang hấp hối một cách tự nhiên. Hành động liều lĩnh này cho thấy Hawkenberg sẵn sàng mạo hiểm để giành chiến thắng trong cuộc tranh giành ngai vàng. Chương 404 cũng hé lộ một số diễn biến quan trọng khác. Leo Rio và Chido xuất hiện, cố gắng cứu chữa cho Hawkenberg. Tứ hoàng tử vẫn đang tiến bộ vượt bậc trong việc luyện tập niệm, khiến Sale Sale lo sợ và lớp học niệm của Kurapika vẫn sẽ tiếp tục với sự tham gia đáng ngờ của một người bảo vệ từ phe Camilla. Kurapika lo ngại Camilla có ý định xấu với Wabo và yêu cầu Bill cùng Shizuku bảo vệ cậu bé. Trong khi đó, nhóm nhện đang theo dõi tình hình và có kế hoạch tấn công vào nơi ẩn náu của Hayley. Chương 404 kết thúc với nhiều bí ẩn và nguy hiểm rình rập. Dựa trên những diễn biến và tình tiết có trong chương 403 và 404, cùng với những phân tích sơ bộ trước đó, chúng ta có thể đi sâu hơn vào việc giải mã những âm mưu và toan tính của các nhân vật, cũng như dự đoán những bước đi tiếp theo trong cuộc chiến vương vị đầy căng thẳng này. Đầu tiên, Hawkenberg, kế hoạch giả chết và mục đích thực sự. Chương 403 và 404 đã làm sáng tỏ kế hoạch tinh vi của Hawkenberg trong việc chiếm hữu Balsamico và dàn dựng cái chết của chính mình. Hành động này đã thành công trong việc đánh lừa Benjamin, khiến hắn mất cảnh giác và tạo điều kiện cho Hawkenberg hành động bí mật. Hawkenberg sở hữu niệm hệ kiểm soát, với khả năng đặc biệt là hoán đổi linh hồn với những người khác bằng cách bắn tên niệm. Khả năng này được đặt tên là Grimelos, dựa trên nguyên tắc cộng hưởng và khuếch đại năng lượng từ những người ủng hộ trung thành. Hawkenberg đã khéo léo lợi dụng lòng trung thành của những người ủng hộ, cho phép anh ta thực hiện những kỹ thuật niệm phức tạp và tầm xa. Việc Hawkenberg có thể chiếm hữu Vic từ xa cho thấy anh ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng và có khả năng kiểm soát tình hình một cách đáng sợ. Hawkenberg sử dụng TSK-17, một loại vũ khí sinh học nguy hiểm, để đầu độc Balsamico, cho thấy anh ta sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Việc lựa chọn TSK-17 cũng cho thấy sự tính toán của Hawkenberg. Loại vũ khí này gây chết người chậm, khiến cái chết của Balsamico trông giống như bệnh tật, qua mặt mọi sự nghi ngờ của Benjamin. Mục tiêu cuối cùng của Hawkenberg vẫn chưa được tiết lộ rõ ràng. Một giả thuyết hợp lý là Hawkenberg muốn lợi dụng Balsamico để tiếp cận và ám sát Benjamin. Hoặc anh ta muốn thu thập thêm nhiều cơ thể khác, tạo thành một đội quân hùng mạnh để phục vụ cho âm mưu của mình. Toàn bộ kế hoạch của Hawkenberg được ví như một ván cờ bốn chiều, với những toan tính phức tạp và những bước đi khó lường. Anh ta đã dự đoán trước được phản ứng của Benjamin và lợi dụng nó để đạt được lợi thế. Thứ hai, Giang Lây, đồng xu bí ẩn và mối liên hệ với Mafia. Năng lực niệm của Giang Lây xoay quanh việc tạo ra những đồng xu đặc biệt, có khả năng tích lũy niệm theo thời gian. Mỗi ngày, linh thú hộ mệnh của Giang Lây sẽ tạo ra một đồng xu và giá trị của đồng xu sẽ tăng lên theo cấp số nhân sau mỗi 10 ngày. Một điều thú vị là khi đồng xu được trao cho người khác, giá trị của nó sẽ được đặt lại về 1 và bắt đầu tích lũy niệm cho người sở hữu mới. Kurapika dự đoán rằng khi đồng xu tích lũy đủ niệm, nó có thể đánh thức tiềm năng niệm của người sở hữu, giúp họ sử dụng năng lực này mà không cần trải qua quá trình huấn luyện gian khổ. Kurapika cũng lo ngại rằng năng lực niệm của Giang Lây còn ẩn chứa khả năng thao túng tiềm thức, khiến người sở hữu đồng xu dần trở nên trung thành với Giang Lây. Mặc dù chưa được xác nhận, nhưng giả thuyết này hoàn toàn có cơ sở, đặc biệt là khi Giang Lây thể hiện sự tự tin và khả năng nắm bắt tâm lý đối phương rất tốt. Âm mưu và chiến lược của Giang Lây. Giang Lây không vội vàng tham gia vào các cuộc xung đột trực tiếp. Thay vào đó, anh ta tập trung vào việc củng cố lực lượng và quan sát tình hình, chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động. Sự ủng hộ bất ngờ của Giang Lây dành cho Tam Hoàng Tử có thể là một phần trong chiến lược này. Bằng cách ban phát đồng xu niệm, Giang Lây có thể âm thầm xây dựng một mạng lưới ủng hộ rộng lớn. Những người sở hữu đồng xu, dù có nhận thức được hay không, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lực niệm và dần trở nên trung thành với Giang Lây. Giang Lây thể hiện khả năng nắm bắt tâm lý và thao túng đối phương rất tốt. Anh ta luôn tỏ ra bình tĩnh, tự tin và khéo léo trong giao tiếp, khiến đối phương khó lòng đoán được ý định thực sự. Ví dụ, việc Giang Lây chủ động đề nghị tặng Kurapika một đồng xu niệm cho thấy anh ta rất tự tin vào năng lực của mình và muốn kiểm soát Kurapika. Kurapika suy đoán rằng Coventoba, thuộc hạ của Benjamin, đang giấu đồng xu xuất hiện vào ngày đầu tiên. Việc này có thể là một phần trong kế hoạch của Benjamin nhằm ngăn chặn Giang Lây hoặc thu thập thông tin về khả năng niệm của hắn. Thứ ba,
Kurapika, canh bạc với bức thư của cá trâu. Kurapika với mục tiêu bảo vệ hoàng tử Wabo đã bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm của cuộc chiến kế vị. Mọi quyết định của anh đều là một canh bạc, tiềm ẩn rủi ro và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Dựa trên thông tin từ các nguồn và lịch sử trò chuyện, ta có thể phân tích canh bạc mà Kurapika phải đối mặt như sau. Canh bạc về lòng tin. Kurapika đã quyết định hợp tác với Giang Lầy, một hoàng tử thông minh, mưu mô và sở hữu năng lực niệm bí ẩn. Sự hợp tác này mang đến cho Kurapika sự bảo vệ cho Wabo, nhưng đồng thời cũng đặt anh vào tình thế phải phụ thuộc vào Giang Lầy, một người có thể lợi dụng anh ta bất cứ lúc nào. Kurapika chấp nhận nhận đồng xu niệm từ Giang Lầy, dù biết rằng nó có thể ẩn chứa nguy cơ bị thao túng. Anh đánh cược vào khả năng phán đoán của mình, tin rằng mình đủ mạnh mẽ để chống lại ảnh hưởng của đồng xu. Kurapika quyết định che giấu thông tin về khả năng thao túng tiềm thức của đồng xu niệm với Giang Lầy. Anh đánh cược vào việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Giang Lầy, đồng thời hy vọng có thể kiểm soát được tình hình nếu khả năng thao túng đó thực sự tồn tại. Canh bạc về an toàn của Wabo. Kurapika phải lựa chọn giữa việc ở lại phòng của Giang Lầy, nơi có sự bảo vệ của lính canh, hay quay về phòng 1014, nơi tiềm ẩn nguy cơ từ Silent Majority và âm mưu của các hoàng tử khác. Mỗi lựa chọn đều tiềm ẩn rủi ro và Kurapika phải cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra quyết định tối ưu. Việc vệ binh của Camilla tham gia lớp học niệm là một mối đe dọa tiềm tàng đối với Wabo. Kurapika phải tìm cách ngăn chặn âm mưu của Camilla, đồng thời đảm bảo an toàn cho Wabo trong môi trường nguy hiểm này. Benjamin luôn có khả năng ban bố thiết quân luật và điều này sẽ khiến kế hoạch bảo vệ Wabo của Kurapika trở nên khó khăn hơn. Canh bạc về thông tin. Kurapika quyết định công bố lá thư của Fugetsu, hy vọng nó sẽ giúp làm dịu cuộc chiến kế vị và tạo cơ hội thương lượng. Tuy nhiên, hành động này cũng có thể khiến các hoàng tử trở nên lo lắng và hành động liều lĩnh hơn. Kurapika phải cân nhắc thời điểm thích hợp để hé lộ bí mật về khả năng thao túng của đồng xu niệm, nhằm ngăn chặn âm mưu của Giang Lầy mà không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ hợp tác. Kết luận, mọi quyết định của Kurapika đều là một canh bạc, tiềm ẩn rủi ro và có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Anh phải đối mặt với áp lực từ nhiều phía, âm mưu của các hoàng tử, mối đe dọa từ Silent Majority, sự thao túng tiềm ẩn của Giang Lầy và trách nhiệm bảo vệ Wabo. Kurapika đang đi trên một sợi dây mỏng manh và chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến mọi thứ sụp đổ. Thứ tư, một số sự kiện khác. The Serenic tiếp tục cho thấy tốc độ phát triển niệm đáng kinh ngạc. Điều này khiến Salkov lo sợ và dự đoán rằng The Serenic sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm trong tương lai. Bằng nhện đang chuẩn bị tấn công Hayley. Nobunaga dường như nắm giữ thông tin quan trọng về Hayley và muốn xác minh trước khi ra tay. Bây giờ sẽ là một số giả thuyết của tôi về những sự kiện hiện tại. Đầu tiên là liệu Hawkenberg sẽ hồi sinh. Âm mưu ám sát Hawkenberg của Bao Samico bằng vũ khí sinh học TSK-17 tưởng chừng như đã thành công. Nhưng hóa ra lại là một phần trong kế hoạch tinh vi của Hawkenberg. Việc anh ta sử dụng năng lực niệm Green Meloe để chiếm hữu Bao Samico trước khi bị đầu độc đã khiến nhiều người tin rằng Hawkenberg đã hy sinh thần xác để đạt được mục tiêu lớn hơn. Giả thuyết về sự hồi sinh của Hawkenberg sau khi Bao Samico chết càng được củng cố khi anh ta mong muốn tin tức về cái chết của mình được công bố rộng rãi. Hawkenberg có thể lợi dụng thời gian ẩn mình trong thần xác Bao Samico để tiếp cận Benjamin và thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ. Hơn nữa, việc Hawkenberg nắm giữ vũ khí sinh học TSK-17 cũng là một mối đe dọa tiềm ẩn. Anh ta có thể sử dụng nó để loại bỏ đối thủ một cách bí mật, khiến cuộc chiến càng thêm hỗn loạn và khó đoán. Giang Lầy thâu tóm quyền lực bằng những đồng xu niệm. Khả năng tạo ra đồng xu tích lũy niệm của Giang là một con bài chiến lược đầy tiềm năng. Kurapika lo ngại rằng Giang có thể sử dụng đồng xu để thao túng tâm trí người khác, biến họ thành những con rối trung thành. Nếu giả thuyết này là đúng, Giang sẽ nắm trong tay một đội quân hùng mạnh, đủ sức lật đổ mọi đối thủ trong cuộc chiến. Coventoba, người đang bí mật giữ một đồng xu niệm, cũng là một nhân tố bí ẩn. Liệu anh ta sẽ trở thành chìa khóa giúp Kurapika hóa giải bí mật của Giang, hay sẽ là con bài chiến lược trong tay Benjamin? Tương lai của Kurapika. Kurapika đang phải đối mặt với vô số áp lực và nguy hiểm. Anh phải bảo vệ Wabo khỏi lời nguyền chết người của cận vệ Camilla, đồng thời phải cân bằng giữa các thế lực để ngăn chặn Benjamin ban hành thiết quân luật. Quyết định công khai bức thư của Castro là một canh bạc liều lĩnh, có thể mang lại lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Kurapika sẽ cần phải đưa ra những lựa chọn sáng suốt để vượt qua thử thách này.
Cuối cùng chính là thờ Serenic và bằng nhện, những biến số khó lường. Hai nhân tố cực kỳ quan trọng và ảnh hưởng đã lâu chưa có đất diễn đã được Togashi tiết lộ thêm một số thông tin từ họ trong chap mới nhất. Các bạn nghĩ sao về chap mới nhất của Hunter x Hunter? Liệu có những chi tiết hay giả thuyết nào mà tôi đã lỡ bỏ qua không? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận phía dưới nhé. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, nhớ để lại một like và một share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn phía sau. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. See ya!